mừng các anh em quay trở lại với kênh YouTube của Zika Audio. Trong ngày hôm nay bên chúng em tiếp tục có một đợt chương trình khuyến mãi lớn đi kèm dành cho các anh em. Với chương trình này là rất là lợi cho các anh em khi đặt những cái bộ combo tại showroom của Zika Audio. Đình hình là với một cấu hình combo karaoke như thế này, gồm một đôi loa cây K900 của VWood, một dòng loa cây mang một nét đẹp châu Âu. Vâng, sở hữu cho mình một chiều cao lý tưởng rất là phong thủy với chiều cao là 1m16 phân. 2 bát 25, em sẽ bỏ y căng ra. Các em có thể thấy e căng, em khi em bỏ e căng ở bên trong nó sẽ là hai con bát 25, một con chung 15 và hai con tép và một con siêu tép đi kèm với công suất đánh ra là 150W cho đến 400W. Ở con này thì trở kháng của nó là 8 ohm và cái độ nhạy của nó là 92 decibel. Ghép với những dòng âm ly 203, 506 đánh ngọt ngào, đặc biệt là em ghép với một con đẩy liền vang cùng thương hiệu của nó khai thác rất là tốt về cái hiệu năng. Ở trong bộ combo này thì bên công ty Zika chúng em sẽ tặng cho các anh em một chiếc quản lý nguồn. Vâng, là tặng cho các anh em một chiếc quản lý nguồn khi các anh em lên hẳn hoàn chỉnh một bộ cấu hình combo karaoke như này. Nó chỉ trên 15 triệu đồng một chút thôi. Trên 15 triệu đồng một chút thì các anh em nhận ngay một món quà rất là lớn đi kèm với một chiếc quản lý nguồn. Em quay sâu về một chút về con đôi loa này, các anh em có thể thấy nè. Cao 1m, cao 116 và rộng ngang là 30 và sâu. Nhận ngay một món quà rất là lớn đi kèm vô cùng giá trị và hữu ích trong cái việc sử dụng. Đó là một chiếc quản lý nguồn, sẽ quản lý tốt các thiết bị cũng như là nguồn điện cho các anh em khi sử dụng con đẩy này, con mic này, con vang này. Ok. Với dòng đẩy siêu mỏng này của chúng em là dòng đẩy chạy mạch class D nguồn xung mỏng, nó ra dòng đẩy 1U. Con này của chúng em thì cái độ dày của nó chỉ 5cm và sâu vào 30 đến hơn 30 một tí. Và cái trọng lượng của nó thì đạt đến hơn 5kg thôi. Hẳn một con quái vật về công nghệ ở bên trong, xử lý toàn bộ một chip số này. Chúng ta có thể lập trình được 3 hiệu ứng tiếng mic. Con này em giới thiệu cực kỳ sâu rồi. Màu trắng trung tính. Con này là màu cái bản này của chúng em, nó có thể đánh được những cặp loa full 40, full 50 cho các anh em sử dụng yên tâm. Đặc biệt ghép với cái dòng loa cây nó đánh ra cực kỳ tươi tắn, hết chất luôn, hết chất của loa luôn. Một bộ mic K900, một bộ mic K900 với hai tay mic cầm nắm rất là thoải mái này ạ. Mic thông minh, bước sóng UHF, tiết kiệm pin, giọng ngọt ngào, sáng trong sáng như pha lê, vô cùng hấp dẫn đi kèm một cấu hình combo karaoke trên 15 triệu đồng tại showroom của chúng em. Các anh em nhận ngay một món quà vô cùng giá trị đi kèm và nó lại tiện lợi cũng như là rất là hữu ích trong cái việc sử dụng các thiết bị đồ điện tử. Một chiếc quản lý nguồn. Ok, sau đây em tăng volume lên để các anh em chúng ta cùng nghe để đánh giá và thẩm. We'll be right back.
Những cái cấu hình combo karaoke gia đình giá rẻ bình dân, các anh em cứ liên hệ trực tiếp cho chúng em qua số hotline 0963889192 và 0965503357. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em ở những video clip tiếp theo.